Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay chúng ta sẽ học bảng cửu chương. Bảng cửu chương 1 chúng ta sẽ có là từ 1 tới 10. Bảng cửu chương 1, bất kỳ số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó. Có nghĩa là 1 x 1 bằng 1, 1 ta nhân cho 2 là bằng 2, 1 x 3 là bằng 3, 1 x cho 4 là bằng 4, 1 x 5 bằng 5, 1 x cho 6 là bằng 6, 1 x cho 7 là bằng 7, 1 x 8 bằng 8, 1 x 9 bằng 9, 1 x 10 bằng 10. Chúng ta qua bảng cửu chương 2. 2 x 1 là 2, 2 x 2 là 4, 2 x 3 là bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10, 2 x 6 bằng 12, 2 x 7 bằng 14, 2 x 8 là bằng 16, 2 x 9 là bằng 18, 2 x 10 bằng 20. Chúng ta qua bảng cửu chương 3. 3 x 1 bằng 3, 3 x 2 bằng 6, 3 x 3 là bằng 9, 3 x 4 bằng 12, 3 x 5 bằng 15, 3 x 6 là bằng 18, 3 x 7 bằng 21, 3 x 8 bằng 24, 3 x 9 là bằng 27, 3 x 10 bằng 30. Bảng cửu chương 4. 4 x 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 4 x 3 bằng 12, 4 x 4 bằng 10, 16, 4 x 5 bằng 20, 4 x 6 bằng 24, 4 x 7 bằng 28, 4 x 8 bằng 32, 4 x 9 bằng 36, 4 x 10 bằng 40. Đọc qua bảng cửu chương 5. 5 x 1 bằng 5, 5 x 2 bằng 10, 5 x 3 bằng 15, 5 x 4 bằng 20, 5 x 5 bằng 25, 5 x 6 bằng 30, 5 x 7 bằng 35, 5 x 8 bằng 40, 5 x 9 bằng 45, 5 x 10 bằng 50. Ra qua bảng cửu chương 6. 6 x 1 bằng 6, 6 x 2 bằng 12, 6 x 3 bằng 18, 6 x 4 bằng 24, 6 x 5 bằng 30, 6 x 6 bằng 36, 6 x 7 bằng 42, 6 x 8 bằng 48, 6 x 9 bằng 54, 6 x 10 bằng 60. Chúng ta qua bảng cửu chương 7. 7 x 1 bằng 7, 7 x 2 bằng 14, 7 x 3 bằng 21, 7 x 4 bằng 28, 7 x 5 bằng 35, 7 x 6 bằng 42, 7 x 7 bằng 49, 7 x 8 bằng 56, 7 x 9 bằng 63, 7 x 10 bằng 70. Chúng ta chú ý, chúng ta học bảng cửu chương 2 mới vừa học xong ở trên thì chúng ta có 7 x 2 cũng giống như 2 x 7. Được không? Bảng cửu chương 2 á, 2 x 7. Đây ví dụ như là 2 x 9 cũng giống như 9 x 2 cũng bằng 18 đây. 9 x 2 đây. À, qua bảng cửu chương ấy rồi. Bảng cửu chương 7 thì này. Đây 7 đây. Được. 7 x 2 bằng 14 cũng giống như là 7 x 2 cũng giống như 2 x 7 là 14. Chúng ta chú ý điều đó. Đó gọi là cái tính chất gọi là tính chất giao hoán. Chúng ta qua bảng cửu chương 8. 8 x 1 là bằng 8, 8 x 2 bằng 16, 8 x 3 bằng 24, 8 x 4 bằng 32, 8 x 5 bằng 40, 8 x 6 bằng 48, 8 x 7 bằng 56, 8 x 8 bằng 64, 8 x 9 bằng 72, 8 x 10 bằng 80. Chúng ta qua bảng cửu chương 9. 9 x 1 bằng 9, 9 x 2 bằng 18, 9 x 3 bằng 27, 9 x 4 bằng 36,
9 nhân 5 bằng 45. 9 nhân 6 bằng 54. 9 nhân 7 bằng 63. 9 nhân 8 bằng 72. 9 nhân 9 bằng 81. 9 nhân 10 bằng 90. Chúng ta qua bảng cửa chương 10. Mười nhân một bằng 10, 10 nhân 2 bằng 20, 10 nhân 3 bằng 30, 10 nhân 4 bằng 40, 10 nhân 5 bằng 50, 10 nhân 6 bằng 60, 10 nhân 7 bằng 70, 10 nhân 8 bằng 80, 10 nhân 9 bằng 90, 10 nhân 10 bằng 100. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.